mình về đây. Cửa hàng vật tư nông nghiệp thẳng tang ở bên Cần Thơ. Rất uy tín nha các bạn. Cửa hàng này rất tốt. Xem coi. Rồi. 35.000 một gói. Một phim cho hai gói này. Tính ra một phim là 70k. Mantốt nhân sâm cây trồng 149k. Chuyển mùa qua lạnh rồi mình nên xịt thuốc đồng này chống rét các bạn, chống rét. Con mua về xịt tái mít cho xanh chơi. Titanic là nhiêu ca ta? Tầm xe 90k. Indurin 310k. Violet Ultra 8 mầm là ngon lắm. Thái Lan Bupropion chống độc xác nè, Acetamirid thư giãn. Nhưng mà cà phê con này như 70k. Bò tím, để ít bò tím 400g. Heo ba 20.5%. Này xe cũng chất lượng lắm. Chai này 200 lít. Combi. Combi 25k, 28k.
Vinco 79 4 lít. Nhà can xì hữu cơ. Tỷ tầng 1.5. Mình sàn này 3 năm rồi. Qua dòng phân khúc khác không muốn. Rất tuyệt vời. Phục hồi cây cũng nên sử dụng cách này nè. Rất đáng đồng tiền luôn. Chào các bạn nha.